Tổng giá trị thị trường sản phẩm từ thảo dược toàn cầu năm 2021 ước tính khoảng 230 tỷ đô la Mỹ và nhu cầu về dược liệu, thuốc từ dược liệu có xu hướng ngày càng gia tăng, có thể tăng gần gấp đôi đạt là 430 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Đây là cơ hội lớn cho việc sản xuất dược liệu tại Việt Nam, nhất là khi chúng ta có nhiều tiềm năng lợi thế về lĩnh vực này. Việt Nam có 5.000 cây thuốc và cách chế biến đa dạng, độc đáo khác nhau của 54 dân tộc, phục vụ cho nhiều mục đích như sản xuất thuốc điều trị bệnh, thực phẩm thực dưỡng, đồ uống, hóa mỹ phẩm. Rất nhiều loại trong đó có giá trị là dược liệu quý được thế giới công nhận như sâm ngọc linh, thông đỏ, hoa hòe, trinh nữ hoàng cung, giảo cổ lam. Việt Nam cũng là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới và được xếp hạng 16 trên thế giới về đa dạng nguồn gen. Trong đó, có nhiều nguồn gen được ứng dụng làm thuốc phòng và chữa bệnh. Đây cũng chính là những điểm mạnh lớn nhất của cây dược liệu Việt Nam. Tiềm năng và dư địa thị trường lớn như vậy, nhưng xuất khẩu dược liệu của Việt Nam ước mới đạt là khoảng 400 triệu đô la Mỹ một năm và mới dừng lại ở quế, hồi và thảo quả là chủ yếu. Và đây là một vài trong những nguyên nhân. Có một cái hạn chế đấy là về mặt khoa học kỹ thuật, để một sản phẩm, một cây dược liệu gì đó để chăm sóc sức khỏe thì dường như là chưa đạt được cái yêu cầu của người tiêu dùng. Và chúng tôi mong muốn rằng kết hợp với các viện nghiên cứu đưa các cái công nghệ khoa học kỹ thuật để có thể tách tinh chất các cái hoạt chất trong dược liệu ra để tạo ra một cái công thức chuyên biệt chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. Làm nông nghiệp thì nó phải có một cái lộ trình, nó phải có một cái chiến lược dài hơi. Nhưng hiện nay cái vốn của chúng tôi toàn là vay từ 4 tháng đến 6 tháng. Thì hiện nay chúng tôi chưa vay được cái vốn vay từ phát triển nông nghiệp, chứ chưa nói là đến các cái vốn vay khác. Nếu như là người dân tộc Kinh có điều kiện đấy, về trình độ, về năng lực kỹ thuật, thì bà con chúng ta lại không am hiểu sâu về cái cây dược liệu của đồng bào. Thế ngược lại thì đồng bào thì am hiểu về cây dược liệu để chữa cái này, phục vụ cái kia, nhưng mà trình độ, năng lực quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh thì rất là kém.